Nợ miễn dịch có thể gây nguy cơ tăng trưởng kém về lâu dài. Dinh dưỡng đầy đủ chính là giải pháp hiệu quả để hoàn miễn dịch thúc tăng trưởng. Để xây dựng được các tế bào miễn dịch, cơ thể cần rất nhiều dưỡng chất khác nhau với một tỷ lệ phù hợp. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối sẽ củng cố hệ miễn dịch của bé từ bên trong. Khi đề kháng khỏe, bé sẽ có nền tảng vững chắc để bắt kịp đà tăng trưởng tối ưu.